Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 8 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, không đâm đụng, không va chạm gì cả. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là màu bạc các bạn ạ. Lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi, tất cả còn rất là đẹp bên ngoài đây các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất là dày, rất đẹp đây. Bậc cửa này, chủ xe cũng đã lắp bậc cửa rồi này. Dàn lốp rất đẹp luôn. Đây là cái phần sườn bên phụ các bạn nhé. Chưa có bị xước sát gì cả này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao. Đấy, phiên bản này là phiên bản 2.0e. Số sàn các bạn nhé, cụm đèn pha rất đẹp luôn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Cảm biến lùi này, đây là cái phần sườn bên lái, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả này. Dàn lốp rất là dày luôn. Bậc cửa này, chủ xe cũng đã lắp sẵn bậc cửa rồi. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất đẹp luôn. Đây là về cái phần nội thất này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp này. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8 vạn km các bạn nhá, 8 vạn 2 rồi. Đấy, rất là mới luôn. Đây, tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 này. Đấy, lăn bánh thì hơn 8 vạn rồi. Nội thất rất đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, nội thất rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Nội thất rất mới và rất đẹp đây. Ở những chiếc xe Toyota Innova thì được thiết kế với 8 chỗ ngồi các bạn nhé. Rất là rộng rãi. Đấy, nội thất này. Ốc cánh cửa sau này. Đấy, nguyên bản và rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2017, form mới rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, và rất đẹp đây. Toàn bộ nội thất rất đẹp này, hàng ghế thứ ba này rất mới. Đấy, chiếc xe này thì đã được chủ xe bọc trần rồi. Cho nên là nếu như quý vị các bạn nào mà không thích cái ni lông bọc trần này thì chúng ta có thể bóc cái ni lông này ra quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Táp đi cánh cửa này. Đấy, nội thất rất mới luôn. Nguyên bản của những chiếc xe Toyota Innova là ghế nỉ các bạn nhé. Thì chiếc xe này thì cũng đã được vừa mới lên một cái bộ ghế da rất đẹp đây các bạn này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, vô lăng cần số này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đầu các thứ là còn nguyên bản của xe. Đầu này là đầu CD nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Innova 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 2.0 lít này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ các thứ còn nguyên hết, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, rất là dễ soi nhá. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cái là biết ngay. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa dọn dẹp xong, anh em chúng tôi vừa mới dọn rửa xong các bạn nhá. Đấy, rất đẹp như này đây. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e.
sản xuất năm 2017, form mới. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.